Ơi cả nhà mình, món sốt hummus ngon lắm, bằng cái máy Matuso mà em mang hướng dẫn anh chị em cái làm nha. Nó mịn, rất là ngon, rồi để dành trong tủ lạnh ăn dần đây cả nhà ơi. Hello cả nhà mình ơi, hôm nay chúng ta cùng làm một món sốt hummus cực kỳ ngon và đơn giản, cách làm từ A đến Z em mang hướng dẫn anh chị em mình. Cái món này là mọi người ăn sẽ hết ý đây, vì em rất hay dùng sốt hummus trong các món ăn của mình. Mời cả nhà mình nhé, cùng đi làm thôi. Đậu gà các bạn đổ ra để mình làm ngâm hạt đậu gà. Cái món hạt đậu gà này em rất thích làm cái món sốt hummus. Mình sẽ ngâm một phần hạt đậu gà như thế này. Sau đó các bạn đổ nước vào, các bạn ngâm ít nhất là khoảng 4-5 tiếng hoặc qua đêm thì các bạn hôm sau nấu rất là nhanh, rất là đơn giản. Đây là cái hạt hạt đậu gà mình ngâm, nó sẽ nở to như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi luộc thôi, luộc như bình thường nhé, để cho nó dừ ra chúng ta làm cái món sốt hummus rất là ngon. Khi mình rửa qua một lần rồi, cho mình đổ nước và đặt lên bếp rồi mình đun luộc cho nó đun cho nó dừ ra. Các bạn có nồi áp suất các bạn đun không, các bạn luộc trên bếp như này nhá. Đây cả nhà mình ơi, đậu gà mình hầm ấy nó nát rồi này, nát thế này lắm rồi nhá. Mình lấy một cái hạt thì mình kiểm tra nó dừ chưa. Nó dừ, nó bóp nát thế này là mình đã chín rồi, mình đi xay nhá. Để làm cái món sốt hummus ngày hôm nay, đậu gà mình vừa luộc chín nhá, một chút muối hồng, một nhánh tỏi nhỏ, một chút dầu ô liu, một chút cái sốt tahini là sốt vừng đấy ạ. Cái vừng mè ấy mà, cái hạt mè họ xay thành dặm mịn như vậy. Một chút chanh, đậu gà mình vừa luộc dừng xong mình xay ra nó mềm lắm, rất là ngon. Các bạn có thể để cả vỏ hạt đậu gà, các bạn để bóc ra hay tùy theo sở thích của các bạn nhé. Em sử dụng hết, cho một chút muối hồng vào đây này. Đấy, cho cái sốt tahini, các bạn có thể cho nhiều hơn 2 thìa hoặc là 1 thìa. Em dùng một bát con lớn hạt đậu gà đã hầm chín đấy, mình dùng khoảng 2 thìa sốt hạt tahini đi, mình cho thêm nữa đi. Đấy, thì nó sẽ cái món này nó sánh ngon lắm. Và khoảng 2 thìa dầu ô liu. Rồi, mình cho một nhánh tỏi vào đây. Sau đó vàng, như hôm nay em dùng chanh xanh thì các bạn có thể ai cũng dùng được. Mình cho khoảng 2 thìa nước chanh xanh khoảng 10ml, nó có cái vị chua chua tùy theo sở thích của mỗi người nhé. Cái sốt hummus này mình làm theo nhiều vị lắm. Đấy ạ. Xay mà mình cho nhiều quá nó hơi bị khô, mình để đổ thêm cái nước mà mình vừa luộc hạt đậu gà cho vào đây, hoặc là các bạn cho thêm một chút nước vào nhé. Cho nhiều dầu thì lại béo, mình cho nước đi. Mà sẽ cho thêm một chút nước vào đây để xay. Xong mình để ấn xay tiếp. Không những cái này xay nên êm thật. Wow, đây là đợt xay thứ hai, các bạn thấy nó đã ra mịn rồi. Nếu mà vẫn khô thì mình có thể cho thêm từ từ một chút nước nữa vào. Nước đậu gà mình vừa luộc, ui giời ngon lắm, em vừa thử ngon lắm. Rồi mình xay thêm vài lần nữa cho nó thật là mịn. Mình xay lần thứ ba, các bạn kiểm tra nó mịn, các bạn dừng nhé. Công nhận là cái máy này nó dễ dùng, dễ rửa thật. Mà nó xay em, oh wow, tuyệt vời. Em mà thích nhất là cái máy mà nó xay nó mịn được cái sốt hummus. Cả nhà ơi, nhìn nó mịn chưa? Hummus là phải mịn như này mới ngon. Tuyệt vời cả nhà mình ơi. Đây là thành phẩm của chúng ta, sốt hummus. Nó phải mịn, nó phải béo béo như này mới ngon này. Thì ăn, các bạn làm ăn salad, các bạn nấu canh, các bạn làm món chấm với cái sốt hummus này tuyệt vời, ăn bánh mì thì hết ý nhá. Nhưng mà phải nói là cái em máy xay kia công nhận là rẻ tiền mà hiệu quả thật. Rồi em thích rồi đây. Và cả nhà ơi, đấy là món sốt hummus. Các bạn cho ra cái bình thủy tinh, các bạn để khoảng hàng tuần, các bạn dùng không đến hàng tuần đâu, các bạn chỉ ăn khoảng 3 đến 4 hôm thôi, các bạn làm thêm cái mới đi nhá, để trong tủ lạnh và ngăn mát. Rồi ngon chưa? Gia đình em rất thích ăn sốt hummus. Đấy, với cách làm này thì healthy, mình không cho quá nhiều dầu. Thay thế rồi mình cho bằng cái nước mình luộc hạt đậu gà nhé. Rồi bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn. Em có xuất bản quyển sách Ăn chay healthy không lo thiếu chất, để chế độ ăn thuần thực vật cho tất cả mọi người. Đặc biệt là quyển sách này giúp cho anh chị em mình ăn uống để cải thiện, ngăn ngừa các bệnh và phòng ngừa bệnh tật ung thư tim mạch, tiểu đường và chế độ ăn uống chi tiết. Anh chị em mình ai chưa có quyển sách này, mọi người nhớ đăng ký tại Tiki và Shopee nhé. Cảm ơn cả nhà mình, và đừng quên làm cái thực đơn 7 ngày ăn chay có công thức rất là chi tiết cho từng ngày một. Đấy, cả nhà mình nhớ làm nhé. Rồi bye bye cả nhà mình, sách Ăn chay healthy không lo thiếu chất.